đẹp thôi các bạn ơi. Dễ ăn. Có ai đua xe với mình không nào? Ôi, các bạn ơi, chạy xe này sướng lắm các bạn ạ. Ui, đánh con rất là sướng luôn các bạn ạ. Gì? Ui, các bạn ơi, ở trên đường mình gặp một con gì đấy các bạn ạ? Ui, các bạn ơi, ở trên đường mình gặp một con ếch màu đen. Uầy, để mình xem nào. Các bạn ơi, mình dừng ô tô đây các bạn ơi, mình đi ô tô. Mình đi chơi mà các bạn ơi. Mình gặp một con ếch màu đen này. Uầy, một con ếch này đẹp chưa? Ui, hai cái mắt của nó nhỉ. Ừ, nhồi ra rất là to luôn các bạn ạ. Uầy, nó chạy theo gầm ô tô của mình rồi. Đâu rồi các bạn ơi. Mình tìm khéo không nào, nó đâm vào người nó các bạn ạ. Ui đi. Đây này các bạn ạ. Ui, một con ếch to chưa này. Ui, con ếch đồng này các bạn ơi. Ui, ở dưới đồng này đây. Nó nhảy lên trên đường này các bạn ạ. Một con ếch đồng rất là to luôn. Ui, hiền đấy chưa này các bạn ạ. Uầy, rất là hiền luôn. Ui, đấy, nhảy đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi đây. Trên đường mình đi làm này các bạn ạ. Mình gặp một con ếch kìa, rất là to luôn các bạn ạ. Ui, mình sẽ thả ở đây các bạn ơi. Đây là ruộng lúa này, mình sẽ thả ở đây cho nó sống nhá các bạn nhá. Đây, đi. Đấy, thả về ổ đó đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm xem ở quanh đây xem còn có gì không để mình giải cứu nó cho các bạn nhé. Ui, ở trong cái đám cỏ này, ui, có một con cua mọc đen này các bạn ạ. Ui, nó bò ở dưới ruộng này, nó bò lên các bạn ơi. Ui, đẹp chưa? Bắt con cua này giải cứu nó đi. Mang lên ô tô của mình, nhà mình đi chơi. Đấy các bạn ơi, cho vào ô tô của mình. Cho vào đây để đi chơi các bạn ạ. Đây, một con rồi. Thử tìm xem ở quanh đây xem còn không. Ở cái bụi cây này, ở cái ria ruộng lúa này rất nhiều cua luôn. Đấy các bạn ạ. Ui, ở trong này có một con cua màu xanh nữa này. Ui, đây. Đây rồi, mình nhìn thấy một con cua màu xanh ở đây nữa rồi. Wow, đây, ui, cua to lắm các bạn ạ. Wow, một con cua cam, một con cua màu xanh. Ui, nhiều đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ lái ô tô đi tiếp thôi. Nào, Jin. Sẽ đi tìm xem ở đây còn các bạn con vật nào không. Ui, đầy nước này các bạn ơi. Wow, đây là gặp một con cua màu hồng nữa này. Ui, đẹp chưa? Uầy, các bạn ơi, lại gặp một con cua màu hồng nằm ở trên đường này các bạn ạ. Ui, mình phát hiện ra ở đây có một cái bụi cây này các bạn ạ. Thử đi vào đây tìm xem nào. Ở trong cái bụi cây này. Đấy, mình đã nhìn thấy một con cua màu vàng nó ở đây này các bạn ạ. Ui, con cua màu vàng, đẹp lắm các bạn ạ. Ui, rất là to luôn. Ui, bò đi đâu? Đây các bạn ơi, để mình sẽ giải cứu con cua này. Ui, để 4 con cua rồi. Tìm kỹ ở trong cái bụi cây này xem nào. Có con gì nó nhảy ở đây đây các bạn ạ. Ui, ở đây có một con cua màu xanh nữa này các bạn ơi. Đây rồi. Ui, con cua này đẹp lắm. Wow, cho nó xem của mình các bạn ơi. Ui, giải cứu bắt được thật nhiều cua này. Cho nó xem, mang về nhà mình nuôi các bạn ạ. Tiếp xem, bắt. Đây còn một con nữa này. Ui, con này nó ở dưới gốc cây này. Lần trốn rất là kỹ luôn các bạn ơi. Hai con cua ở trong cái bụi cây này khoảng 3 con các bạn ạ. Cái gì vẫn còn đây. Tiếp tục tìm xem nào. Wow, nghĩ còn không nhỉ. Ui, tốt lắm các bạn ạ. Phải tìm kỹ thì mới thấy được. Các bạn cua vẫn lại ẩn kỹ lắm các bạn ơi. Wow, không biết ở trong này hết rồi sao ấy. Ui, ở đây có một cái hàng rất là to luôn các bạn ạ. Khả năng là cái còn các bạn nào nhìn thấy mình ở đây là chui hết vào rồi các bạn. Ui, mình thử lại xuống đây tìm xem nào. Ở đây hết rồi. Ấy, có con gì nhảy ở đây này. Ở đây các bạn ơi, xa này mình nhìn thấy. Wow, đây nữa các bạn ơi, đây có một con cua màu cam nữa này. To chưa? Ui các bạn ơi, nhiều thế. Hay rồi. Giải cứu được rất nhiều, mang cho lên xe của mình đi mạnh trở về các bạn. Tìm xem là ui. Đây như này các bạn ơi. Ui, đây có một con cua nó đang ở cái miệng hang của nó này các bạn ạ. Nó thò cái chân lên để mình bắt. Wow. Ui, đây có một con cua màu xanh này các bạn ơi. Ui, thích chưa? Cho vào xe này. Wow, nhiều thế. Ở đây có một con cua màu cam nữa này các bạn ạ. Bắt con cua màu cam này đã. Ui, nhiều chưa? Sáng nay mình lái xe đến đoạn này mà các bạn ơi, rất nhiều luôn. Mình không ngờ là ở cái bờ ruộng này nó lại nhiều cua đến thế các bạn ạ. Và trong cái gốc cây tìm xem nào. Có một cái gốc cây rất là to luôn các bạn ạ. À, ở đây có một con cua màu vàng nữa này các bạn ơi. Ui, có con gì đen đen thế này. Ui, quả gì các bạn ạ, màu đen. Giải cứu con cua này đáng. Wow, không biết là
cái con ếch của mình thả dưới ruộng lúa này, không biết nó có còn không các bạn. Mình sẽ đi mình tìm các bạn con vật ở trên đường này đã, xong tí nữa mình sẽ quay lại nhá, mình sẽ còn không các bạn nhá. Wow, Gen. Đi vào đây xem nào. Gen. Ơi, ở đây có một cái bụi cây này, mình thì tìm xem trong bụi cây xem có không. Ui, đây các bạn ơi. Ui, đấy đây. Wow, có một con cua màu xanh lẩn trốn ở dưới cái đống củi này của mình này các bạn ơi. Ui, đẹp chưa? Rất là to luôn các bạn ạ. Cho xe này của mình. Ui, nhiều lắm rồi các bạn ạ. Ui, ở dưới này nữa. Lại có một con cua màu xanh như này. Đấy các bạn ơi. Ui. Ai nó cắp mình. Ai nó cắp đau quá các bạn ạ. Ui, to quá chưa này các bạn ạ. Ui, càng nó rất là, con này hung dữ lắm. Cho lên xe. Đây, sẽ đi tìm tiếp xem nào. Lật cái đống củi này tiếp xem nào. Còn không? Không biết nó còn nữa. À, đây nữa đây. Ui, đây là vẫn còn các bạn ạ. Một con cua màu cam nữa này. Ui, con này nó chạy nhanh lắm. Đấy đây, một con cua màu cam nữa này. Wow, giải cứu được một con cua màu cam nữa này các bạn ạ. Ui, tìm xem. Ui, đây nữa, một con cua màu vàng nữa. Ui, thôi các bạn ơi. Thế là nó chui xuống được cái cống của nó rồi các bạn ạ. Ui, nó từ cái cống này nó bò lên này các bạn ạ. Ui các bạn ơi, nó bò mất xuống dưới này rồi. Wow, phí ơi là phí luôn các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ tìm xem ở trên này cái đống củi này xem còn không các bạn ạ. Ui, ui, khả năng hết rồi các bạn ạ. Hết sạch rồi. Bây giờ mình sẽ lái xe mình rồi, chuyện mang các bạn cua này về nhà mình nuôi đây các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ đi về đây. Thôi, mình xin chào các bạn nhá.